Đường Tam mở hai mắt, trong đôi mắt quang mang tái hiện, đã khôi phục lại bộ dáng ngày đó hắn tới Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Phụ thân, mẫu thân. Đường Tam vừa mở mắt ra đã thấy được cha mẹ cùng với người yêu. Loại cảm giác này thỏa mãn so với tinh thần lực của hắn khôi phục lại còn làm cho hắn hưng phấn hơn. Ca, Tiểu Vũ vành mắt lần lứa phớt hồng, bất chấp bên cạnh còn có Đường Hạo cùng với A Ngân tồn tại, mạnh mẽ nhào tới, nhào vào trong lồng ngực của Đường Tam. Đấu La Đại Lục Chuyển Chiếu phần 270, Tiểu Vũ sống lại 100%, sống lại là người yêu của ta phần 2. Tiểu Vũ khuôn mặt đỏ lên, làng không nghĩ tới Đường Hạo người uy nghiêm như vậy cũng sẽ chiều ghẹo chính mình. Nội tâm đau xót nhất thời giảm bớt vài phần, ngập ngừng thấp giọng rồi nói: "Phụ thân." Đường Hạo xoa xoa đầu của Tiểu Vũ, nhìn con trai trong lòng làng rồi nói: "Tiểu Tam nguyên khí đại thương, trông qua thân thể của hắn kiên cường dẻo dai, nghỉ ngơi một đoạn thời gian sẽ chuyển biến tốt đẹp lại ngay." Tiểu Vũ yên lặng cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Đường Tam. "Phụ thân, con sẽ chiều cố ca." Sau khi Đường Tam lần nữa tỉnh táo lại, đã vừa lại đi qua một ngày thời gian. Một ngày hòa hoãn, năng lực của Lam Ngân Hoàng xương đùi phải, dã hỏa thiên bất tấn, xuân phong suy hữu sinh. Nó đã làm cho thân thể hắn khôi phục hơn phần nửa, mặc dù như trước toàn thân đau nhức, đại não như trước mê man, nhưng mà tinh thần của Đường Tam đã tốt hơn rất là nhiều. Cảm giác khôi phục lại rồi, Đường Tam nhất thời cảm giác được toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn phát hiện ra chính mình như trước tựa vào trong lòng của Tiểu Vũ, nhưng trên người quần áo trên người cũng đã thay đổi. Hơn nữa không có lưu lại một tia máu bẩn lúc hồi sinh Tiểu Vũ. Tiểu Vũ đang cúi đầu ngủ thiếp đi. Đường Tam vẫn không nhúc nhích, hắn sợ làm thức tỉnh Tiểu Vũ. Hiển nhiên Tiểu Vũ vẫn đều ở bên cạnh chiếu cố hắn, cho nên đã hết sức mệt mỏi, chậm rãi hít một hơi thật sâu. Đường Tam sốc lại tinh thần, cảm thụ được thân thể của mình có biến hóa. Chỉ có khôi phục thân thể trước đã mới có thể làm cho Tiểu Vũ an tâm. Tinh thần dần dần thanh tĩnh trở lại. Đường Tam phát hiện kinh mạch xương cốt của mình cũng không có biến hóa gì, nhưng hồn lực đang nhận được có sự ba động nhất định, trong cơ thể có chút rối loạn. Bị thương nặng nhất chính là tinh thần lực trong đầu rối rắn. Sử dụng kỹ năng hồn hoàn phải do tinh thần lực khống chế, có thể nói dùng đại não lối liền ở cùng một chỗ, mạnh mẽ ép tách 5 cái hồn hoàn ra ngoài. Đối với tinh thần lực của Đường Tam tự nhiên là bị thương không nhỏ. Chẳng qua may là hắn có ấn ký của Hải Thần Tam Sở Kích, tinh thần lực mặc dù là tán loạn, nhưng như trước xoay quanh tinh thần ngưng tụ tại trí tuệ đầu cốt, dường như là bị Hải Thần chi quang hấp dẫn. Mặc dù như là từng mảnh nhỏ tinh thần mảnh, nhưng lại không có thoát ly ra khống chế. Nhắm lại hai mắt, vận công phương pháp tu luyện của Tử Cực Ma Đồng, Đường Tam bắt đầu tu bổ tinh thần thế giới của mình. Hồi sinh cho Tiểu Vũ, thân thể của mình bị thương ít như vậy đã làm cho Đường Tam ngạc nhiên vui mừng. Đồng thời hắn cũng không khỏi đối với Hải Thần chi quang tràn ngập cảm kích. Nếu như không phải Hải Thần chi quang, hắn hồi sinh Tiểu Vũ tuyệt đối là không có khả năng thuận lợi như vậy, cũng không có thể chỉ là tạm thời xuất hiện tại hồn hoàn. Có lẽ trở thành người được thần lựa chọn không phải là chỉ có một mình hắn, nhưng là dám như hắn đem hồn hoàn của mình tách ra như vậy, sợ rằng là không có ai. Trước khi hấp thu hồn hoàn trở lại, Đường Tam cũng không dám khẳng định chính mình có thể khôi phục lại các kỹ năng của Lam Ngân Hoàng hay không. Nhưng không thể nghi ngờ, hồn lực của hắn cũng không có giảm bớt, vẫn như trước là đúng 91 cấp. Chẳng qua chỉ tương đối suy yếu, cần phải có thời gian để dần dần khôi phục. Hơn nữa, cho dù là Lam Ngân Hoàng không thể khôi phục cũng không sao cả. Còn thừa lại tứ đại 10 vạn năm hồn hoàn, mỗi một cái đều có hai cái kỹ năng tồn tại, chỉ cần bốn cái hồn hoàn này cũng mạnh hơn Phong Hào Đấu La bình thường rồi. Càng huống chi Lam Ngân Hoàng bị tổn thương cũng không ảnh hưởng đến chính mình, chỉ cần hấp thu thêm hồn hoàn của Hạo Thiên Truy, ưu thế của song sinh võ hồn hoàn toàn bày ra không thể nghi ngờ. Dò xét rõ ràng tình hình trước mắt của mình, Tiểu Vũ cũng đã hồi sinh. Đường Tam ổn định lại tâm tình, bắt đầu khôi phục lại tinh thần lực của mình, thông qua chính mình có thể khống chế một phần nhỏ của tinh thần lực, cẩn thận kích thích Hải Thần Chi Quang, lại lấy phương pháp tu luyện Tử Cực Ma Đồng thông qua Hải Thần Chi Quang, đem tinh thần lực bị nghiền nát thành mảnh nhỏ tụ hợp hấp thu ở cùng một chỗ, chậm rãi mà dung hợp. Lúc mới vừa có được Hải Thần Chi Quang, có cảm giác cái kỹ năng này rất là yếu ớt, dường như chỉ là có thể uy hiếp hải hồn thú cùng với hải hồn sư mà thôi. Nhưng theo thời gian trôi qua, Đường Tam lại càng ngày càng phát hiện ra nó có tác dụng vô cùng. Từ ý nào đó mà nói, thậm chí so với Hải Thần Tam Sao Kích còn có muốn quan trọng hơn. Dù sao lấy năng lực của hắn hiện tại, Hải Thần Tam Sao Kích cũng cần phải có Hải Thần Chi Quang mới có thể chính thức có được hiệu quả. Đường Tam dùng suốt 3 ngày thời gian mới hoàn thành việc chữa trị tinh thần lực của mình, mà thân thể của hắn cũng đã ở trong mấy ngày nay tự động chữa trị, khôi phục tới trạng thái vốn có, bớt đi mấy cái hồn hoàn cùng với hồn kỹ, cũng không có quá nhiều biến hóa. Trên tổng thể mà nói, kỹ năng của hắn kỳ thật là cũng chưa giảm bớt. Mất đi khối hồn cốt của Tiểu Vũ lại được bổ sung 2 khối mạnh hơn, mất đi 5 cái hồn hoàn, rồi lại chiếm được 2 cái 10 vạn năm hồn hoàn. Nhìn trên tổng thể, kỹ năng của hắn thậm chí là so với trước kia còn nhiều hơn một cái. Kim quang nhàn nhạt tràn ngập toàn thân,
Lúc này Đường Tam đã khoanh chân ngồi ở bên cạnh bằng hỏa lưỡng nghi nhãn, cả người nhìn qua giống như là đúc từ hoàng kim, bảo quang lưu chuyển. Đường Hạo đứng ở một bên nhìn chăm chú vào con trai. Tiểu Vũ đứng ở bên cạnh Đường Hạo, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ân cần. Mẫu thân của Đường Tam, A Ngân, Lam Ngân Hoàng bản thể sau khi được Hải Thần Chi Quang chiếu rọi từ hôm ấy, chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài ngày, thân thể khổng lồ lại được sinh trưởng thêm 1/3. Đường Tam cùng với Lam Ngân Hoàng của mẫu thân huyết mạch tương thông, Hải Thần Chi Quang kia đối với hồn sư bình thường mà nói, chỉ cho bọn chúng là cảm thấy quang minh cùng với ấm áp. Nếu như là tà ác võ hồn, còn có thể là bị cường lực đả kích, nhưng mà đối với A Ngân không ngừng sinh trưởng mà nói, giống như là mặt trời đối với sự quang hợp của thực vật. Hơn nữa, Đường Tam cùng với nàng hơi thở nhất mạch tương thông, dưới sự chiếu soi của Hải Thần Chi Quang đã chiếm được khá nhiều chỗ tốt. Vốn băng hỏa lưỡng nghi nhãn, lôi thiên tả địa bảo này làm cho tu vi của nàng gia tăng cực nhanh. Trải qua thần quang chiếu soi, tu vi của A Ngân đã chính thức tiến nhập vào vạn năm cảnh giới. Ngắn ngủi mấy năm thời gian lại có thể khôi phục đến trình độ như vậy, đạt tới Lam Ngân Vương cấp bậc, chuyện này gần như là bất khả tư nghị. Chẳng qua điều này cũng cùng với A Ngân có liên quan, nàng vốn là đã từ tu luyện thành 10 vạn năm hồn thú, mà không phải là từ cấp bậc thấp nhất Lam Ngân Thảo bắt đầu tu luyện. Có được Lam Ngân Hoàng huyết mạch đối với phương pháp tu luyện của Lam Ngân Hoàng tự nhiên là rất quen thuộc, có thể sử dụng ra phương thức đơn giản hữu hiệu nhất mà tiến hành tu luyện. Vừa lại được hưởng máu huyết đại bổ của nhi tử, cùng với băng hỏa lưỡng nghi nhãn, hai thần chi quang phụ trợ, hồi phục lúc này là cực nhanh. Lúc này bóng dáng hư ảo ngưng tụ so với trước khi mà Đường Tam trở về rõ ràng là hơn rất nhiều. Kim quang 3 lần lở rộ, rồi lại 3 lần thu liễm, rốt cuộc hoàn toàn tự ấn ký Hải Thần Tam số kích trên trán của Đường Tam hồi phục trở về bên trong bản thể. Toàn thân trên dưới quang mang màu vàng kim nhạt lặng yên biến mất. Đường Tam mở hai mắt, trong đôi mắt quang mang tái hiện, đã khôi phục lại bộ dáng ngày đó hắn tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Phụ thân, mẫu thân. Đường Tam vừa mở mắt ra đã thấy được cha mẹ cùng với người yêu. Loại cảm giác này thỏa mãn so với tinh thần lực của hắn khôi phục lại còn làm cho hắn hưng phấn hơn. Ca, Tiểu Vũ vành mắt lần lứa phớt hồng, bất chấp bên cạnh còn có Đường Hạo cùng với A Ngân tồn tại, mạnh mẽ nhào tới, nhào vào trong lồng ngực của Đường Tam. Đường Tam mặt mang nét cười xoay người sang chỗ khác, biến ảo hư ảnh của A Ngân đã trong vẻ mỉm cười tan ra quay về trong bản thể. Bọn họ biết, đôi tình nhân này rốt cuộc là có thể một lần nữa ở cùng một chỗ, bọn họ trong lúc đó nhất định là có rất nhiều lời muốn nói. Gắt gao ôm nhau, lắng nghe lẫn nhau, bất luận là Đường Tam hay là Tiểu Vũ trong nội tâm đều kích động vô cùng. Cứ như sợ mất đi đối phương, ai cũng không có mở miệng, chính là ôm chặt lại như vậy, giống như là muốn đem lấy nhau xung nhập lại làm một. Cảm giác được Tiểu Vũ lúc trước so với hiện tại không khác nhau quá lớn, nhưng khi đó nàng lại không phải chính thức sống trên đời. Ngay lúc này, đem Tiểu Vũ chân chính ôm vào trong lòng, cái loại cảm giác này làm cho Đường Tam trong cơ thể mỗi một cái tế bào tự hồ là đều hoàn hồ nhảy nhót. Tiểu Vũ, ta yêu nàng. Đường Tam dùng thanh âm gần như là run rẩy nhẹ giọng nói bên tai của Tiểu Vũ. Thân thể của Tiểu Vũ cứng lại, đột ngột ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Tam, bốn mắt nhìn nhau. Thâm tình vô hạn vào lúc này động lại, bất luận là Đường Tam hay là Tiểu Vũ, chờ đợi ngày này đều là đã lâu lắm rồi. Ca, muội cũng yêu ca. Lần nữa gắt gao ôm nhau, tình cảm lại lần nữa thăng hoa, phân biệt trên ngón tay của hai người, tay trái cùng trong tay phải. Chiếc nhẫn do Lam Ngân Hoàng kim tí đồng lại mà thành kia lấp lánh tỏa ánh sáng. Đó là tín vật bọn họ đính hôn, mà ở ngay lúc này, bọn họ mới thật sự cảm giác có được lẫn nhau. Trải qua nhiều đau khổ như vậy, bọn họ rốt cuộc là có thể một lần nữa ở cùng một chỗ, cũng chính là bởi vì trải qua quá nhiều như vậy. Nhận thức được thâm tình bọn họ đối xử với nhau mới khắc sâu như vậy. Nhẹ nhàng mà hôn lên trán của Tiểu Vũ, Đường Tam nhẹ giọng nói. Tiểu Vũ, là nguyện ý gả cho ta chứ, ta rốt cuộc là có tư cách đối với nàng nói ra những lời này rồi. Ta nguyện ý, Tiểu Vũ không chút do dự đáp ứng, thanh âm của nàng đã nghẹn ngào. Trong đôi mắt của nàng đã tràn ngập nước mắt, nhưng mà một lần này không có làm tương tổn mà là nước mắt đầy hạnh phúc. Đường Tam ôn nhu nói, chờ chúng ta trở về Thiên Đấu Thánh, báo cáo sư phụ. Ta sẽ chính thức cưới nàng, ta nhất định là sẽ phải cho nàng một cái hôn lễ long trọng, làm cho khắp thiên hạ biết nàng là thê tử của ta, là hạnh phúc lớn nhất của đời ta. Ta muốn yêu nàng suốt đời suốt kiếp, đời đời kiếp kiếp, dù là biển cạn đá mòn, lâu như trời đất cũng vĩnh viễn không chia lìa. Tiểu Vũ nghẹn ngào dùng sức gật đầu, nàng một câu cũng không nói lên lời, nàng chưa bao giờ cảm giác qua hạnh phúc như bây giờ. Đường Tam ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân đang cách đó không xa nhìn mình cùng với Tiểu Vũ mỉm cười, kéo tay Tiểu Vũ rồi nói, hiện giờ chúng ta phải trở về Thiên Đấu Thành trước, còn có mấy chuyện quan trọng phải làm. Tiểu Vũ vùi đầu trong lòng của Đường Tam nhẹ giọng rồi nói, bất luận là ca muốn làm gì, ta đều sẽ bên cạnh ca. Đường Tam mang theo Tiểu Vũ đi tới mẫu thân Lam Ngân Hoàng thật lớn trước mặt. Việc ta đầu tiên muốn làm chính là làm cho phụ thân của với mẫu thân hạnh phúc sống như chúng ta. Hai phiến lá cây Lam Ngân Hoàng thật lớn cuộn cuộn lồi lên, đem Đường Tam cùng với Tiểu Vũ quấn tụ bên trong. Tình mẹ lồng đậm ở trong lá cây nhấp nhô, hai tứ, khổ cho các con. Bất luận trước kia phát sinh ra cái gì, hiện tại các con rốt cuộc có thể ở cùng một chỗ.
Hãy thương yêu quý trọng lẫn nhau, chỉ cần các con vui sướng chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của ta cùng với phụ thân của các con. Đường Tam đột nhiên lắc đầu rồi nói, không mẫu thân, con muốn cho người cùng với phụ thân giống như con cùng với Tiểu Vũ như vậy, có thể là chính thức ở cùng một chỗ. Hai người so với chúng con bị càng nhiều cực khổ hơn. Trước kia con không có năng lực giúp hai người, hiếu kính hai người, nhưng hiện tại con đã trở về, con cũng tin tưởng chính mình có năng lực như vậy. Kế tiếp, Đường Tam nói ra một câu làm cho Đường Hạ cùng với A Ngân hoàn toàn rung động rồi nói, phụ thân, con phải giúp ngài khôi phục lại cánh tay phải cùng với chân phải. Mẫu thân, con muốn cho ngài giống như là Tiểu Vũ vậy, hồi sinh thành người. Mặc dù con không có tuyệt đối lắm chắc, nhưng mà phương pháp của con đối với các người khẳng định là có ích, vô hại. Đường Hạo dù là trẻ qua tam thương tâm tính sớm đã ôn hòa như nước, nghe những lời của hắn vừa rồi nói ra sắc mặt không khỏi đại biến. Đột ngột nhảy ra đến trước người của Đường Tam, nắm tay bắt lấy bả vai của Đường Tam, kích động rồi nói, Tiểu Tam, con nói cái gì? Con có thể làm cho mẫu thân của con sống lại. Đường Hạo cũng không có quan tâm đến thân thể của mình có thể khôi phục hay không, nhưng vừa nghe con trai nói phải giúp cho A Ngân khôi phục lại hình người. Tin tức này đối với hắn thật sự là kích thích thật sự. Cảm tình của Đường Hạo và A Ngân cùng với tình cảm của Đường Tam và Tiểu Vũ lại không giống nhau sao? Bề ngoài yêu nhau say đắm chưa bao giờ giảm bớt, còn có loại tình cảm phức tạp ở bên trong. A Ngân năm đó vì cứu hắn mà hiến tế, làm con trai của hắn mất đi mẫu thân, Đường Hạo nội tâm đối với mẫu thử bọn họ luôn áy náy. Nếu như hiện tại có người nói cho hắn có thể dùng tính mạng đi trao đổi A Ngân hóa thành hình người, Đường Hạo cũng tuyệt là sẽ không do dự. Vốn hắn tưởng rằng trong cả đời này cũng không cách nào nhìn thấy A Ngân, băng hỏa lưỡng hình nhãn cho hắn cơ hội, làm hắn có thể cùng với A Ngân lần nữa trao đổi, chuyện này đã làm cho Đường Hạo mừng rỡ như điên. Đổi lại một người nói cho hắn khả năng giúp đỡ A Ngân hồi sinh, có lẽ làm cho Đường Hạo còn có thể là bảo trì trạng thái hoài nghi. Chuyện này đối với hắn mà nói là quá trọng yếu, không có 100% chắc chắn sẽ là không dám thử. Hắn tuyệt không nguyện ý để cho A Ngân lại bị bất cứ thương tổn gì, nhưng lời này là từ trong miệng của con trai nói ra, hắn lại không thể không tin sao? Không nói về quan hệ thân tình, chỉ riêng việc Đường Tam sử dụng băng hỏa lưỡng nghịch nhãn làm A Ngân rất nhanh khôi phục lại đã làm cho Đường Hạo tin tưởng con trai có thể mang lại kỳ tích. Đồng dạng nghe xong lời của Đường Tam, A Ngân cũng không có kém kích động, mắt thấy bộ dạng tàn tật của trượng phu, làng một mực đem nỗi đau chôn sâu ở trong lòng, làng rất rõ ràng Đường Hạo là vì có thể vứt bỏ hết thảy chuyện ngoài thân, lúc này mới tự phế hồn cốt an tâm làm bạn bên cạnh mình. Nhưng mà A Ngân cũng hiểu được trong nội tâm của Đường Hạo còn có quá nhiều chuyện không gỡ bỏ được. Nếu như chính mình có thể hồi sinh, nếu như cánh tay cùng với chân của Đường Hạo có thể khôi phục, chuyện này tất cả không thể nghi ngờ sẽ là biến thành hoàn mỹ. Nhưng mà điều này là thật sự có thể hay sao? Một người là đoạn đi tay chân, một người là tu vi vừa qua khỏi vạn năm làm ngân hoàng, Đường Tam thật sự có thể làm cho bọn họ khôi phục trở lại đỉnh cao? Nhìn ánh mắt vui mừng lại có chút không dám tin của cha mẹ, Đường Tam nghiêm mặt đáp, cha mẹ, hai người nghe con nói, vốn dĩ con cũng không dám khẳng định, nhưng mà thông qua quá trình hồi sinh cho Tiểu Vũ lần này đã khiến con tìm ra nhiều điều huyền bí về việc tu luyện vũ hồn, thậm chí là hồn thú tu luyện. Nếu con không nhìn sai, phụ thân, người mấy năm nay ở đây cùng với mẫu thân nhất định là đã uống không ít thuốc. Đường Hạo gật đầu đáp, đó đều là mẫu thân của con tìm về cho ta uống, có công hiệu bồi dưỡng huyết khí. Thêm vào căn nguyên của cơ thể ta tương đối tốt, tuy đứt mất chân và tay, nhưng mà thương thế cũ đã hoàn toàn hồi phục, hồn lực cũng đã khôi phục đến cấp là 97. Đường Tam nói, năm đó người vì hồi báo tông môn mà chặt đứt chân tay, phóng ra máu tích trong nội thể, đồng thời cũng đã trả lại hai khối hồn cốt kia. Hồi lực của người cũng vì hồn cốt mất đi mà bị cưỡng chế lên mất đi là 20 cấp. Nhưng trên thực tế, 9 hồn hoàn của người vẫn còn, chỉ là không có sự duy trì của hồn lực nên là mới khiến cho hai hồn hoàn sau cùng vô phương sử dụng, đúng chứ ạ? Đường Hạo đáp, không sai, nhưng mà tứ chi bị đứt vẫn là có thể hồi phục lại sao? Nếu như đây là lần đầu tiên anh em biết đến với NTG, anh em muốn nghe chuyện từ phần 1 để hiểu cốt truyện, thì anh em có thể lên YouTube và gõ từ khóa NTG Reaction, ấn tìm kiếm, ấn vào trong trang chủ của mình. Anh em có thể kéo xuống danh sách phát truyện chưa đấu la đại lục. Anh em có thể nghe từ phần 1 đến phần 213 và tiếp theo là phần 214 trở đi. Và tất nhiên rồi, tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chỉ chưa đấu la đại lục phần tiếp theo sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh channel NTG và trực tiếp kênh NTG Reaction. Cuối cùng thì mình, NTG, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.